Hola, đủ các bạn biết đây là câu chào quen thuộc của quốc gia nào? Chính xác, đây chính là câu chào đến từ quốc gia Tây Ban Nha. Và bây giờ Mạnh Phương sẽ giới thiệu cho bạn một chai vang nổi bật ở nơi đây. Chính là chai Mervin Single Vintage 2008. Rượu vang Tây Ban Nha Mervin Single Vintage 2008 được làm từ những trái nho Tempranillo hái trên những cây nho hàng trăm năm tuổi ở vùng Rioja, Tây Ban Nha. Những cây nho già được trồng cách xa nhau mang lại năng suất không cao nhưng lại mang lại cho chất lượng quả vô cùng tuyệt hảo. Sau khi chọn lọc, thu hoạch, khi quả nho đạt độ chín mùi hoàn hảo, nho sẽ được đem đi ngâm ủ trong một thời gian nhất định để đảm bảo được tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Rượu có hương vị vô cùng mạnh mẽ, trong khoang miệng lan tỏa sống động các mùi hương của trái cây chín đỏ, kết hợp với hương hoa cỏ, điểm xem thoang thoảng là mùi hương của thuốc lá, gỗ tuyết tùng và vani, nên loại rượu này chủ yếu thích hợp với các đấng mày râu. Một kết thúc sâu và lâu, để lại một vị cay cay, nồng ấm ở cổ họng, cũng là một điểm nhấn nổi bật chai rượu vang Tây Ban Nha Mervin Single Vintage với nồng độ 14,5%. Vang kết hợp xuất sắc với thịt bò, bistec, thịt nướng, sườn nướng và có thể rót rượu ra bình đè canter trước khi thưởng thức khoảng 15 đến 30 phút để rượu thở. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn hương vị đậm đà của rượu vang. Một chai vang Tây Ban Nha rất phù hợp dùng để biếu tặng sếp hay đối tác, hoặc bạn có thể chiêu đãi bạn bè và gia đình vào dịp cuối tuần lễ Tết, là một ý tưởng không thể tuyệt vời hơn. Để sở hữu chai vang này, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline 0969 847 685 hoặc qua cửa hàng tại địa chỉ 54 Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Kho rượu, nơi không có gì ngoài rượu ngon.